Khi đang lưu thông trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, một chiếc xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế lập tức tấp xe vào lề đường, tắt máy, hô hoán nhân viên và hành khách nhanh chóng rời khỏi xe và đưa tài sản có giá trị ở trên xe ra ngoài, trong đó có 3 chiếc xe máy của khách. Trong lúc sự cố xảy ra, trên xe có 3 nhân viên nhà xe và 24 hành khách. Vụ cháy có gây thương vong cho hành khách hay không? Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 2, xe khách biển số 72B00642 do tài xế Trần Văn Út, 30 tuổi, ngụ Cà Mau điều khiển, chạy trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa. Khi đến khu vực gần chợ Tân Mai 2, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, thì phần đầu xe bất ngờ bốc cháy. Ngay lập tức, tài xế tấp xe vào đường, hô hoán 3 nhân viên và 24 hành khách xuống xe thoát thân. Nhận được tin báo, công an thành phố Biên Hòa và công an huyện Long Thành điều động 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy. Đến khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng xe khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.